Minh Xuân Hiếu và các thành viên trong nhóm. Hôm nay thì tôi xin tự giới thiệu về bản thân mình. Tôi tên là Nguyễn Tấn Tài và với cái kênh là Tài Âm Nhạc, và tôi đã được nghe thầy giới thiệu về cách làm YouTube cách đây cũng hơn một năm, và sau đó tôi đã bắt đầu làm với kênh YouTube của mình vào ngày 22 tháng 9 năm 2017, và đến nay thì kênh cũng đã được bật kiếm tiền hơn được một tháng. Và hôm nay thì thấy thầy kêu gọi trong nhóm có làm những video clip về tự giới thiệu về bản thân, và hôm nay thì mình cũng xin nói về bản thân một xíu. Hiện tại thì em là một giáo viên của trường tiểu học với dạy với một cái bộ môn, đó là bộ môn âm nhạc, của một trường của huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Và trước đây thì em cũng đã học các cái lớp như là lớp về trung cấp sư phạm về âm nhạc của trường văn hóa nghệ thuật của Trà Vinh, và sau đó là học liên thông của trường học đại học sư phạm nhạc của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc hiện tại thì cũng đã duy trì khoảng 10 năm, nên là đã đi dạy gần 10 năm. Và với những cái kiến thức về chuyên môn đó thì qua thực tế thì